xin chào các bạn nha. Và hôm nay mình lại tiếp tục làm cái video quay về cảnh núi Khỉ Vi Ba với cái đề tài là mọi người cho khỉ ăn và vui chơi với lại các chú khỉ rất là dễ thương nha các bạn. Mời các bạn xem nha. Chú bình tĩnh ngồi đó ăn ha. Từng hộp một nha. Cái gì? Hai con chỉ con kia kìa, đây con chỉ to này. Chưa? Nó hột lép. Hột lép không lấy. Hột chắc không á ba ơi. Anh nhìn quá. Trời, cái hột đó chắc. Thấy chưa? Nè. Chưa? Mày có đang sợ bạn không? Sợ mà không có gì cho. Đã có đồ cho nó ăn á mới sờ được. Rồi, từ sẽ không safari à. Cái trong là không êm với nó đâu. Rồi, hàng đâu hàng free. Gãy. Ô mà đi rồi rồi, chụp chiều ấm rồi. Đạn lửa. Úp này. Con gì của bác? Rồi, cái hộp đó mà cũng bỏ nữa hả? Trời ơi, nó nhìn đủ, trời ơi, nó nhìn kìa. Cành mè cái hộp. Ôi trời ơi, nó cay kìa, nó mát đó. Gãi, con nữa. Cho nè, không con để cho không. Khùn lắm. Hết rồi là dễ gì. Rồi, hết rồi là thôi, bye bye. Rồi, hết giá trị lợi dụng. Hết giá trị lợi dụng, đúng rồi đó. Năm chưa biết đâu. Tụi nó ăn nhanh chứ. Tranh thủ. Gãi đang nghe. Em nó ăn nhanh không? Cho mẹ nó ăn nhanh. Nhỏ mẹ ăn nhanh thì có con nó cầm. Ăn cái hỉ. Nó ăn nhanh được. Nhỏ bé bé nó không cần ăn. Cho cũng chỉ có chứ cần. Nó phải chọn đồ ăn ngon chứ. Còn nữa không? Chờ hết rồi. Để tao xem đi đây. Ôi trời, đúng là bọn gì. Tao đi đây. Đồ nhé, thải lớp da luôn. Hả? Bà mang chị đi. Ba ơi, về. Bye bye. Ê, quay cái mặt lên. Đúng rồi. Ê, quay cái mặt lên. Ờ, đó, vậy đi. Vậy mới chụp hình được. Rồi, chụp bạn ở trên luôn. Rửa mặt lên. Khỉ Division. Khỉ Division nha. Con kia ăn hết, con này hư ăn. Rồi, video mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Xin chào.
dỗ dỗ.